Con ngắt con béo lắm cái gì. Được, mình lấy cái xác nó ra. Cái xác cả. Nhát nâu. Trời, nước mắm giòn ngon quá. Cái út tôm sú. Cái nhát gì út? Cái trâu nãy gì vậy? Cái lưng trâu. Xuống tờ ba. Xuống. Xuống. Không có gì hết. Con mình đó cá ngát bây giờ. Nên lần cá ngát khỏi luôn rồi cả nhà ơi. Cũng có ngát cho bá luôn, gần vậy đó. Con này chắc khoảng nửa ký đúng không? Ở đây nè. Tức kìa. Tức. Nên lại cái đồ chắc quá trời nè. Rồi, tức, nó được trâu. Cá ngát nữa. Rồi lần cá ngát khỏi rồi. Thôi, con này bự hơn nữa. Hai con. Ôi cá ngát thì thả món kho là ngon lắm nè. Cá ngát cả nhà ơi. Là báo. Cái lưu châu gì? Lưu châu. Cá ngát còn béo lắm cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà, thành quả của mấy cha con mình làm vất vả ngày nay cả nhà như đây nè cả nhà ơi. Giờ cũng đói đói rồi. Giờ mấy cá nay làm kho mắm ăn cả nhà cũng có ngát nè cả nhà ơi. Này tè được vô. Ngát là Úc. Làm kho. Cái mừng hết nữa, bắt đầu hôm nay cũng mừng hết luôn. Cái nâu của chả? Cái út. Kho của nồi mắm kho à. Cái nâu, cái nâu. Đủ lượng cá luôn. Nâu. Đi châu luôn. Đi châu luôn hả, kho luôn hả? Chơi luôn. Chơi luôn. Cái mừng hết con. Đó, sắp vậy luôn rồi, ngon luôn đó. Chưa. Cái mừng hết, cá đóng à. Ở đây có cái trứng của cá út. Bỏ vô thả mắm luôn. Ngon lành cành đào. Giờ mình đổ vô son này hai bịch mắm mình nấu mình lượt mắm nước mắm cả nhà. Nấu nồi nước mắm rồi xong rồi đổ ra ngoài lát cái kia phi. Cái làm mắm bằng chất cá bột gà cho. Bột gà. Làm mắm bằng cá bột gà. Hai bịch mắm. Nấu nồi mắm ăn cơm nước bụng bữa cả nhà ơi. Hai cá có cá ngon quá. Còn bên đây là cái thao cá cha mới mua nhận bằng xong cả nhà. Bên đây rau, đậu đũa, bắp cây, đậu rồng, ấu qua, củ cải trắng, cà.
con mắm nó rã ra rồi cả nhà ơi, giờ mình chắc nước mắm qua cái tô này rồi mình bắt cái chảo là mình thử tỏi cho nó cá nó không tanh. Mình lược ha, mình lược mình lấy cái xác nó ra. Cái xác cả. Mắm mình lượt rồi, giờ mình thử tỏi ấy cá vô cái này, thử tỏi cho nó bán màu tanh. Rồi, tỏi vàng này giờ mình đổ nước mắm này vô luôn đó nha. Mắm nãy sơ lựa nấu lượt ra xong rồi, giờ nước mắm đã không? Mắm này ngon à. Tỏi vàng phè chứ thế luôn. Nước mắm này cũng sâu rồi, thơm dữ rồi, giờ mình thả cá luôn cả nhà ơi. Cho ngát. 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 Nâu. Giờ nước mắm giờ ngon quá, úp. Cá ốc, cá ngát, lưỡi trâu quá nhà, lưỡi trâu bản luôn. Ngát, trứng cá ốc, à, chảo cá luôn, xì xì luôn. Úc, ngát. Cá vừa té lên thì tôi rối luôn. Được mắm sâu lên. Chà, cá chơi dữ ta. Cá chảo cá luôn. Chảo cá luôn. Tôm sú. À. Đổ thêm miếng nước nữa cả nhà. Thấy nó không ngập mặt. Rồi. Chưa đậu niêm rồi, đậu niêm với rau ra hôm qua rồi vô luôn, bỏ vô luôn. Tôm sú, tôm sú. Bỏ củ cải đỏ với ổ qua luôn cả nhà, củ cải đỏ với ổ qua lâu chín lắm mà, củ cải đỏ với ổ qua chín là cá chín vừa vừa đó. Bỏ sao này, nó không chín. Cái này màu đỏ hả cha? Hả? Cái này màu đỏ hả? Cái nào màu đỏ? Củ cải trắng mà. Củ cải trắng. Củ cải trắng với ổ qua lâu chín lắm. Nước tay nữa. Đủ độ rau hết rồi. Mấy cái củ như là củ cải trắng với lại ổ qua bắp tay đồ á. Nó lâu chín là bỏ vô trước. Nó chín là cái cá rồi nó rã rồi. Phải bỏ nó vô. Chảo luôn. Cũng kho này ăn luôn tới chiều luôn. Rồi. Rồi ông kho chín rồi cả nhà ơi. Đặt xuống rồi, ông kho quá đặc sản luôn. Đặc sản miền quê luôn cả nhà ơi. Wow, hấp dẫn thiệt sự. Rồi mình
ớt nặng vô hai cái tắc đây, cái chắc nước rồi nó chấm rau. Phải ăn cái nước chua chua. Cá để mình chảo mình ăn, còn để nước này để mình chấm cả nhà, nãy mình có nặng mấy cái tắc. Phải ăn chua 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 chấm rau đúng không? Đây bạn, như thế. À. Mày có làm cơm cá thịt cá thảm kho rồi mời mấy ông dựng cơm của ông. Ơi cả nhà ơi, nãy mình te vô rồi được mớ cá ngát cá nâu rồi. Út luôn bự bự ngon quá, nó thả nó không kho, mà cả nhà dùng cơm với ba cha con mình cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Xin chào mừng cả nhà ăn cơm với ba cha con mình nha. Hôm nay đi tè thì nãy cũng hên vô được hai con cá ngát. Với lại mấy con cá nâu Út, cá lưới trâu luôn cả nhà. Rồi cha làm nồi mắm kho rồi ba cha con mình ăn cơm chưa luôn. Có con tôm sú chà bá luôn nè, quá đã luôn. Rau có rau đắng, rau má này. Đậu rồng rồi cà nè. Đã, lâu lâu mình ăn mắm kho nó ngon quá nha. Thường thì đi ghe thì ít khi nấu mắm kho lắm, tại vì nấu nó bài bản, nó lâu lắc ra cha. Thường kho nấu mấy món nhanh. Còn cá ngát nữa nha, cá ngát thảm mắm kho là đúng bài. Kho neo đậu rồi nấu. Thời gian rảnh rang rồi mới nấu. Nấu qua giòn quá. Qua cũng tỏi. Con ngáp. Béo quá. Nó ngát mặn có mỡ. Béo dư à. Béo không chà? Béo rồi. Béo. Ngát béo rồi. Béo rồi. Đã. Làm cả miếng. Chảy nước miếng mà. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Nó ngọt. Làm mua này đậu rồng sống. Nó mắm kho phải kèm với lại rau sống đồ này kia hay cha. Nó mới ngon. Rồng má, rồi đắng, rồi lách. Và chấm với lại nước mắm cá kho là thứ này nổi. Mắm kho. Là mắm kho nhờ rau, mắm rau. Nó ăn cả nữa hả? Rau còn ngon. Bỏ ngon quá. Cái cây nó trứng giòn, vừa ăn. Ngon quá. Những thả rồi mắm này ngon. Mắm kho lại canh chua đặc sản miền Tây. Cha là có hai cái món yêu thích cả nhà, một là mắm kho, hai là canh chua. Mắm kho thì cả nhà ít coi, ít nấu trên ghe hơn, nên là cả nhà ít có clip mắm kho cho cả nhà xem. Còn canh chua thì thường. Đó là một cái cá lưới châu bản này. Còn món kia nữa chứ trời. Món nào? Canh ngót trời ơi trời. Canh ngót hả? Món thầy thầy cho thầy chua luôn. Canh ngót, canh chua. Với lại món kho. Còn rau. Rau má rắn ngon. Giờ cũng khoảng 12 mấy gần 1 giờ đó nha, đi lúc 5 giờ khuya. Cha con mình vô bờ chắc cũng khoảng 11 giờ. Nấu cơm nó nuốt xong chắc cũng khoảng 12 giờ, 12 giờ 12 mấy.
cơm, sáng thì ăn bánh canh. Bánh canh tôm. Trưa thì ăn cơm với lại món kho. Nói chung là ăn đi biển thì ăn toàn là cá tươi, tôm, cua ghẹ đâu không. Lại cái lẩu không? Béo quá. Lẩu quá. Còn mang. Đi tàu ghe rồi cho ăn cái ma chấm lớn rồi đó, mau mập. Mập lên đẹp trai rồi. Qua không lắm, còn đậu ngon lắm. Đậu ngon, đậu ngon luôn nữa nè. Rớt ngay con mắt. Như má. Má. Chết chả hết cơm. Mấy cơm của cái đậu không thôi mà. Sao chịu nổi. Cơm vô, cơm vô. Cơm vô em. Gửi lại, gửi lại. Gửi lại mới. Lấy lại, lấy lại, lấy lại. Ngát sát con một cây muốn béo quá sự. Ngay cái lần đây là ngay dùng cái ngát rồi đó. Bấm điểm. Bấm lên cũng được 2-3 con, 3 con. Ngay được 2 con. Ngay được 2 con. Rồi rồi. Béo. Lâu lâu thèm cái ngát canh này bấm điểm đó. Rau ăn rác rồi luôn, bỏ qua ốc tay rồi ăn luôn, có chất dinh dưỡng. Ăn hủ rau mà không có chất à. Cuốn rau má, rau đắng vô, cà vô, chấm vô đẩy vô cái đã sướng. Chết chà, lớp con cà. Nó kẹp xong rồi, nó kêu đúng không? Cái đầu chén cá ngát nãy giờ gần hết chén cơm hả? Hết chén cơm. Kẹp này rau, đỡ hầu cá. Đầu cá ngát vậy coi vậy chiếc bán đúng không nha. Cái đầu cá ngát là cái mọi cái nơi ngon nhất của cá ngát mà. Cũng thôi, sẵn hôm qua cũng ngon không? Lâu lâu làm một nồi mắm kho hoành tráng. Thứ nào chịu nổi nữa. Wow, cái nào béo đâu, cái nào béo. Yeah. Béo thử cái đầu. Mắm con cá mùa gà ngon. Có cá mỡ luôn. Thường ta làm mắm kho là ta làm cá mùa gà lại cá tốt không chứ? Có đù cá tốt rồi. Mình thẩm. Là ta bỏ vậy ta ủ là... nó để còn sống luôn cái ta ủ thành mắm hả? Ừ. Còn cá mùa gà không. Gà nó cuốn nước mắm nó có màng màng mỡ không còn chân gam. Vô cái mang thôi. Mà có lá gan béo đúng
nữa nha. Nước giờ cũng lớn rồi. Lớn bà bằng. Rau. Rau luôn. Chan rau quá trời. Rau. Đúng rau đậu thuốc. Sống biển giả là vậy. Đổ vậy ăn. Quấn rau má vô. Rau má cũng như vậy. Chất rau má phùm phùm. Rau nhiều đỡ hao cá nhé. Đâu cá cũng nhiều mà. Nãy ăn đầu rồi dứt cái đuôi lên. Đầu đuôi ha. Đầu đuôi cái chậu. Tức là hết cơm nữa. Dẻ cái đi. Bơi bơi cơm đó không phải cơm dẻ liền. Nhanh lên nhanh tay. Rồi. Vô tiếp tục. Đó xong rồi. Xong rồi no. Bao rồi. Ngon quá anh. No. Bà chén hôm nay không tệ. Đậu rác đậu quá. Khổ luôn. Đổ đậu khúc. Nó là ngáp ăn út. Cá út, cá ngát là hai cái loại cá mà ở biển quê mình thả món kho nấu canh chua là ngon nhất phải không chà? Ngay lần nát mà cá nâu nữa. Ngay lần thả món kho luôn. Tôm đi. Có con cá, có mắm. Cho cha nửa con. Ăn ăn đi. Mày nửa con, ba mày nửa con. Làm ăn cá. Tôm sú quá nha, thích không? Tôm này mày bự tôm mãi nữa. Con này bự, con này bự. Tôm sú này mình lộng sống bán cũng mắc lắm nha. Tôm này phải lộng. Nguyên kia mà. Ừ, mẹ để nguyên kia ba. Ra. Ngon. Ở đường đi. Còn nữa.